Barcelona vừa có trận giao hữu cuối cùng trong mùa giải mới và kết quả thi đấu của ông lớn xứ Catalan sẽ là mở màn bản tin ngày 13 tháng 8. Ngoài ra, các cập nhật nóng hổi về Martin Odegaard, Mateo Kovacic cùng nhiều ngôi sao khác cũng sẽ xuất hiện trong clip dưới đây. Barcelona đã để thua đậm Monaco trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới. Dù sở hữu đội hình với nhiều hào thủ, Barcelona đã bất lực trong việc ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Các chân sút bên phía đội bóng công quốc cũng im tiếng, dẫn đến kết quả hòa 0-0 sau hiệp 1. Mọi chuyện chỉ thay đổi ở hiệp 2 khi Monaco lần lượt ghi 3 bàn thắng. Trong khi đó, Barcelona vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Chung cuộc, Barcelona thua đậm Monaco với tỷ số 0-3. Đây là kết quả khiến các kiêu vô cùng lo lắng. Được biết, ở vòng 1 La Liga, ông lớn xứ Catalan sẽ đụng độ Valencia. Thầy trò huấn luyện viên Xavi cần nỗ lực lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, đặc biệt sau trận thua đậm Monaco. Bên cạnh đó, Liverpool vừa nhận trái đắng ở thương vụ chiêu mộ Martin Odegaard. Ngôi sao người Na Uy đã chính thức từ chối The Kop bằng một thông điệp gửi thẳng tới đại diện thành phố cảng. Mọi chuyện còn đáng nói hơn khi nhà vô địch Euro 2024 sẵn sàng gia hạn với Real Madrid với mức đãi ngộ thấp hơn khá nhiều so với những gì Liverpool đưa ra trên bàn đàm phán. Vì thế, đội chủ sân Anfield sẽ cần nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế. Chuyển nhượng mùa hè, Felix gần Chelsea, Alvarez gia nhập Atletico, Mbappé sẵn sàng chiến siêu cúp. Thông tin về thương vụ Felix chuyển đến Chelsea đang nóng lên từng ngày. Việc hai bên đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Khả năng cầu thủ người Bồ Đào Nha khoác áo the blue là không nhỏ. Sự thành bại của thương vụ này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến giành chữ ký của Conor Gallagher giữa Chelsea và Atletico Madrid. Sau bao ngày chờ đợi, Atletico Madrid đã chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn Julian Alvarez. Điều đặc biệt là ngôi sao người Argentina tiếp tục gắn bó với số áo 19 quen thuộc. Alvarez đã có bài đăng rất dài trên trang cá nhân để cảm ơn lãnh đạo, ban huấn luyện, đồng đội và cổ động viên Manchester City. The Citizen cũng dành lời cảm ơn đến cầu thủ người Argentina. Đây là một bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của Alvarez, và nhà vô địch World Cup 2022 cần nỗ lực chứng minh quyết định của mình là chính xác. Vào 2 giờ sáng thứ N ngày 15 tháng 8, Real Madrid sẽ đối đầu với Atalanta trong trận tranh siêu cúp châu Âu. Để chuẩn bị cho trận đại chiến, Kền Trắng đã công bố danh sách cầu thủ đăng ký. Tâm điểm chú ý thuộc về Kylian Mbappé, khi khả năng thủ quân tuyển Pháp ra sân là rất cao. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng điền tên đầy đủ các ngôi sao khác của Kền Trắng vào bản đăng ký. Người hâm mộ đang rất chờ đợi chiến thắng cho đại diện La Liga để giúp Real Madrid giành chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải mới. Barcelona đang ráo riết tìm kiếm những gương mặt mới cho hành trình chinh phục danh hiệu mùa giải 2024. Sau khi giành chức vô địch Euro 2024, nhiều cầu thủ chất lượng đã trở thành tâm điểm chú ý của gã khổng lồ xứ Catalan. King Coman, ngôi sao người Pháp đang khoác áo Bayern Munich, là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Chân sút này đang muốn tìm kiếm thử thách mới và sẵn sàng gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn. Huấn luyện viên Xavi Hernandez cũng tỏ ra rất thích thú với cầu thủ này. Tuy nhiên, mức lương cao của Coman sẽ là bài toán khó cho ban lãnh đạo Barcelona. Bên cạnh Coman, Barcelona cũng đang theo đuổi một số cầu thủ chạy cánh khác. Cần phải khẳng định rằng, Barcelona sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các câu lạc bộ khác trong thương vụ này. Trong một diễn biến khác, Victor Roque, ngôi sao trẻ người Brazil, đang đứng trước nguy cơ chia tay Barcelona sau khi không thể hiện được phong độ tốt trong chuyến du đấu Mỹ vừa qua. Hiện tại, Newcastle United đang rất quyết tâm chiêu mộ tài năng trẻ này. Ngoài ra, Newcastle United cũng đang nỗ lực theo đuổi tiền đạo của Crystal Palace, Eberechi Is. Theo Sky Sports, Newcastle đã gửi lời đề nghị thứ ba cho Crystal Palace với hy vọng thuyết phục đội bóng này nhà người. Chuyển nhượng hè vẫn đang diễn ra sôi động và nhiều bất ngờ có thể xảy ra. Liệu Barcelona có thể chiêu mộ thành công những mục tiêu hàng đầu của mình? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những ngày tới. Barcelona vừa trải qua trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới với kết quả không mấy khả quan khi để thua đậm Monaco với tỷ số 0-3. Trận thua này khiến các kiêu vô cùng lo lắng khi đội bóng sẽ đối đầu với Valencia ở vòng 1 La Liga.
Trong khi đó, Liverpool nhận trái đắng khi Martin Odegaard từ chối lời đề nghị của họ, thay vào đó là gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Cùng với đó, thương vụ chuyển nhượng của Phillips đến Chelsea đang nóng lên, trong khi Atletico Madrid đã chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn Julian Alvarez.